Để xây dựng một quốc gia hùng mạnh, yên ổn, vua Gia Long đã tổ chức và ban hành các quy chế, chính sách để phát triển quân đội ngay từ những ngày đầu Vương Triều Nguyễn được thành lập. Việc làm này của vua Gia Long khẳng định tầm nhìn bao quát đối với sự phát triển của một quốc gia độc lập. Khắc khảnh, việc cắt đặt các đơn vị hành chính hay soạn thảo bộ luật mới đã dần hoàn thiện. Nhưng một đất nước mạnh thì không thể không có quân đội mạnh. Bởi vậy, bộ binh phải ra sức thúc đẩy việc kiện toàn lực lượng quân đội. Khởi tấu Hoàng thượng, bộ binh chúng thần đã đưa ra phương sách để phát triển quân đội. Chúng thần xin Hoàng thượng phê chuẩn. Tốt, các khanh làm rất tốt. Đỗ Khanh, khanh hãy nói sơ qua về phương án xây dựng hệ thống quân đội cho các đại thần cùng nghe đi. Khởi tấu Hoàng thượng, phương án xây dựng hệ thống quân đội lần này bộ binh xác định từ các tỉnh, từ Quảng Bình đến Bình Thuận, cứ 3 người dân có 1 người phải đi lính. Từ Biên Hòa trở vào, cứ 5 người lấy 1 người. Từ Hà Tĩnh trở ra Bắc thì 7 người lấy 1 người. Các tỉnh ngoại trấn như Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Yên, cứ 10 người dân thì lấy 1 người đi lính. Phẩm chất của các quan võ cũng chia làm 9 phẩm, từ cửu phẩm tới nhất phẩm, mỗi phẩm lại chia làm 2 bậc, chánh và tòng. Khí thế tập luyện của binh sĩ rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên phải làm sao chú trọng phát triển quân đội theo hướng thiện chiến tinh nhuệ. Bẩm Hoàng thượng, ngoài việc luyện tập võ nghệ, cưỡi ngựa bắn tên, còn luyện cả súng và sử dụng pháo, đồng thời gia tăng các xưởng sản xuất vũ khí. Hiện nay cứ 113.000 lính thì có 30.000 vũ khí phương Tây, cứ 15.000 pháo thủ thì có 400 đại bác. Xưởng đúc súng ở phường Đúc hiện nay có 8.000 thợ làm việc. Bẩm Hoàng thượng, quân đội ta còn có 8.000 tượng binh với 200 thớt voi. Ngoài ra có 12.000 thân binh và cấm binh canh phòng cũng được trang bị súng điều thương, huấn luyện theo phương Tây. Bên cạnh đó có thêm 42.000 lính vũ trang bằng gươm giáo. Lực lượng thủy binh hiện nay có 17.000 lính thủy với 3 chiến thuyền kiểu phương Tây, có thuyền lớn Bọc Đồng, Tuần Dương, có 100 chiến thuyền lớn có máy bắn đá và đại bác, 200 chiến thuyền nhỏ trang bị từ 16 đến 20 đại bác, 500 thuyền nhỏ hơn có máy bắn đá và 1 đại bác. Với lực lượng quân đội như vậy, nếu được tập luyện kỹ càng và bồi dưỡng về chiến thuật đánh trận, thì chấm tin chẳng bao lâu quân đội ta sẽ bách chiến bách thắng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Việc xây dựng và tổ chức quân đội của nhà Nguyễn thể hiện sự kiện toàn bộ máy nhà nước Việt Nam trên nhiều lĩnh vực dưới thời trị vì của vua Gia Long